cháu bị trúng gió lúc nửa đêm và đây là cách em xử lý. 23 giờ gần 12 giờ đêm. Nôn mấy trận? 2. Ăn là nôn đau bụng à? Là đau bụng à? Đêm một nôn xong rồi nôn xong rồi con đau bụng bà. Bà nói là do cháu đi đường xa, người yếu nên là trúng gió. Mình kiểm tra thì thấy cháu có sốt nhẹ, đau đầu. Vào sờ vào vùng bụng của cháu ấy thì cảm thấy bụng hơi căng, kiểu như bị trướng bụng ấy. Yến mới dùng cao Azofa Relax để xoa quanh rốn, vì trong cao có chứa tinh dầu gừng giúp làm ấm bụng cho cháu trước, rồi tiếp tục day ấn huyệt để kích thích tiêu hóa, giảm đau cương cứng vùng bụng. Mới đầu Yến xoa vào bụng ấy thì cháu kêu đau lắm, nhưng sau khi xoa được một lúc thì Yến cảm nhận được cái vùng bụng ấy đã bớt căng tức và cháu cũng không còn kêu đau nữa. Thì Yến tiếp tục xoa cao lên vùng đầu, vừa xoa vừa ấn huyệt giúp máu lưu thông, giảm cảm giác đau đầu buồn nôn. Rồi Yến chuyển sang cạo gió khắp lưng. Lưng cháu đỏ lắm mọi người ạ, chứng tỏ người cháu rất là nhiều gió. Đang cạo thì cháu lại nôn lần thứ 3. Yến để cháu nôn xong thì tiếp tục cạo gió hết lưng và xoa bóp dây huyệt vùng đầu. Đến 0 giờ 30 phút thì cháu đã tươi tỉnh trở lại, hết cảm giác đau đầu và buồn nôn. Qua bác làm cho thế xong là về là còn bị đau bụng, buồn nôn, đau đầu nữa không? Không. Có ngủ được sáng không? Có. Không chỉ gia đình Yến mà rất nhiều người được Yến chia sẻ về cao Iofa Relax đều cảm thấy rất hiệu quả mọi người ạ. Mỗi gia đình rất nên có một nọ cao như thế này trong nhà. Những vấn đề như cảm sốt, trúng gió thì mình có thể an tâm xử lý được ngay.